Chào các em, hôm nay chúng ta giải tiếp phần C Speaking của bài tập trong Unit 1 nhé. Bài số 1, Choose the best answer to each question below. Em hãy chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi ở bên dưới. Number 1. Do you enjoy collecting teddy bears? Enjoy là thích và collect là sưu tầm, sưu tập. Bạn có thích sưu tầm teddy bears là gấu bông? Bạn có thích sưu tầm gấu bông không? Đáp án A, yes, I do it every day. Có, mình làm việc đó mỗi ngày. B, yes, very much. Có, rất là nhiều. Việc này người ta hỏi về sở thích nên chúng ta trả lời vâng, rất là thích, rất là nhiều. B là câu đúng các em nhé. Câu 2. What do you like doing in your free time? In your free time là vào thời gian rảnh của bạn và what do you like doing là bạn thích làm gì? Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh của bạn? A. I usually have lunch at 12. Have lunch là ăn trưa và usually là thường. Mình thường ăn trưa lúc 12 giờ. B. I like building doll houses. Doll houses là nhà búp bê và building là dựng, làm. Mình thích làm nhà búp bê. Câu hỏi hỏi về sở thích nên đáp án là câu mình thích làm nhà búp bê. Câu hỏi số 3. Do you like making models? Making models là làm mô hình. Bạn có thích làm mô hình không? A. No, I don't. But my brother loves it. Không, mình không thích. Nhưng anh trai mình thích việc đó. B. No, I make paper flowers every day. Không, mình làm paper flowers là hoa giấy. Mình làm hoa giấy mỗi ngày. Câu hỏi, hỏi bạn có thích làm mô hình không? Thì câu trả lời chúng ta trả lời trực tiếp là No, I don't. Không, mình không thích, nhưng anh trai mình thích các em nhé. Number 4. What does your brother like doing? Your brother là anh trai của bạn. Anh trai của bạn thích làm gì? A. He enjoys doing yoga a lot. Anh ấy thích tập yoga rất là nhiều. B. He goes to school at 7 a.m. Anh ấy đi học lúc 7 giờ sáng. Câu ở trên hỏi về sở thích, nên câu ở dưới chúng ta cũng đề cập đến sở thích. Đáp án là A. Câu số 5. Does your sister cook with you? Chị gái của bạn có nấu ăn với bạn không? A. Yes, she loves singing. Có, chị ấy thích ca hát. B. Yes, she and I cook together in the evening. Cook together là nấu ăn cùng nhau. In the evening là vào buổi tối. Có, chị ấy và mình nấu cùng nhau vào buổi tối. Đáp án là B các em nhé. Chúng ta cùng xem lại các đáp án của bài 1. 1. Do you enjoy collecting teddy bears? Yes, very much. 2. What do you like doing in your free time? B. I like building doll houses. 3. Do you like making models? No, I don't, but my brother loves it. 4. What does your brother like doing? He enjoys doing yoga a lot. 5. Does your sister cook with you? Yes, she and I cook together in the evening. We move to activity 2. Chúng ta qua hoạt động số 2. Me and Elena meet for the first time. Me và Elena gặp nhau lần đầu tiên. Choose A to E to complete their conversation. Em hãy chọn từ A đến E để hoàn thành bài đối thoại của họ. Then practice it with a friend. Sau đó em tập luyện nó với một người bạn nhé. Me, Elena, what's your hobby? Elena à, sở thích của bạn là gì? Câu trả lời là B, I love dancing. 1. Em nối với B nhé. How often do you dance? How often là thường xuyên như thế nào? Bạn khiêu vũ, bạn nhảy thường xuyên như thế nào?
Đây là câu hỏi hỏi về tần suất, nên chúng ta cũng tìm câu trả lời về tần suất. I dance every day là mình nhảy mỗi ngày. Câu trả lời là E. Do you go to dancing classes? Dancing classes là lớp học nhảy. Bạn có đến lớp học nhảy không? C. No, D. Yes, I have dancing lessons twice a week. Có, mình có bài học nhảy twice a week là hai lần một tuần. The answer is D. Is it difficult to dance? Difficult là khó và dance là nhảy. Có khó nhảy không? I don't think it's difficult. Difficult là khó, mình không nghĩ là nó khó. Just listen to music. Just là chỉ cần nghe nhạc. And move your body. Move là cử động và cử động cơ thể của bạn. The answer is A. Đáp án là A các em nhé. Do you do this hobby with anyone? Bạn có làm cái sở thích này với ai khác không? Yes, my sister loves it too. Có, chị gái của mình cũng thích. Do you like dancing, Mi? Bạn có thích nhảy không, Mi? The answer is C. No, I don't, but I love singing. Không, mình không thích, nhưng mình thích ca hát. Bây giờ chúng ta xem lại các câu hỏi và đáp án của bài tập số 2 nhé. Elena, what's your hobby? B. I love dancing. How often do you dance? E. I dance every day. Do you go to dancing classes? D. Yes, I have dancing lessons twice a week. Is it difficult to dance? A. I don't think it's difficult. Sure, listen to music and move your body. Do you do this hobby with anyone? Yes, my sister loves it too. Do you like dancing, Mi? No, I don't, but I love singing. We move to activity 3. Chúng ta qua hoạt động số 3. Make a similar conversation. Em hãy tạo ra một bài đối thoại tương tự. Use the information given below và sử dụng thông tin ở bên dưới. Bài này chúng ta sẽ kết hợp dựa theo bài đối thoại trên hoạt động số 2 và thông tin được cung cấp ở dưới đây. Hobby, drawing. Frequency, đây là tần suất. Every day, mỗi ngày. Sở thích là vẽ và tần suất là vẽ mỗi ngày. Drawing class, đến lớp học vẽ once a week, một lần một tuần. On Sunday mornings, vào các buổi sáng chủ nhật. Person you do the hobby with, người mà bạn thực hiện sở thích cùng. Father là bố. Easy or difficult, dễ hay là khó. Và đây là dễ. Chúng ta cùng tạo đoạn đối thoại nhé. Chúng ta cũng viết câu hỏi giống như câu của bạn Mi. What's your hobby? Sở thích của bạn là gì? A. What's your hobby? Và câu trả lời là I love drawing. B. I loved drawing. Mình thích vẽ. How often do you dance? Ở đây chúng ta sửa thành How often do you draw? Chúng ta dùng động từ draw nguyên mẫu các em nhé. How often do you draw? Và câu trả lời mình nhảy mỗi ngày. Và chúng ta cũng trả lời mình vẽ mỗi ngày. I draw every day. I draw every day.
every day. Do you go to dancing classes? Do you go to drawing classes? Bạn có đến lớp học vẽ không? A. Do you go to drawing classes? B. Có, mình đến lớp học vẽ mỗi thứ bảy. Chúng ta có mỗi sáng thứ bảy, on Sunday mornings. Yes. I have drawing lessons. On every Sunday morning. Có, mình có những bài học vẽ vào mỗi bữa sáng Chủ nhật. Câu tiếp theo. Is it difficult to dance? Chúng ta viết thành Is it difficult to draw? A. Is it difficult to draw? Và câu trả lời. I think it's easy. I think it's easy. Mình nghĩ nó dễ thôi. Just use your imagination. Câu này là cô viết thêm nhé. And colors. Mình nghĩ nó dễ thôi, chỉ cần sử dụng trí tưởng tượng và màu sắc. Cô đọc lại bài đối thoại chúng ta vừa tạo ra nhé. What's your hobby? Sở thích của bạn là gì? I love drawing. Mình thích vẽ. How often do you draw? Bạn thường xuyên vẽ như thế nào? I draw every day. Mình vẽ mỗi ngày. Do you go to drawing classes? Bạn có đến lớp học vẽ không? Yes, I have drawing lessons on every Sunday mornings. Có, mình có những bài học vẽ vào mỗi buổi sáng Chủ nhật. Is it difficult to draw? Vẽ có khó không? I think it's easy. Mình nghĩ nó dễ thôi. Just use your imagination and colors. Bạn chỉ cần sử dụng trí tưởng tượng và màu sắc thôi. Như vậy là sáng hôm nay chúng ta đã hoàn thành phần C. Speaking. Cảm ơn các em đã theo dõi video của cô. Hẹn gặp lại các em ở các video khác và video giải phần D reading. Thân ái, chào tạm biệt các em.